Một khách sạn 4 sao tại thành phố Suceava, đông bắc Romania, biến thành một trung tâm tạm trú cho người tị nạn chạy lánh chiến tranh từ Ukraine. Chủ khách sạn Madachi 80 phòng, ông Stephen Madachi cho biết tận dụng mọi không gian còn trống để kê giường dã chiến cho 3.000 người tị nạn, từ sảnh chờ, sảnh khiêu vũ cho tới phòng làm việc của ông. Sảnh khiêu vũ rộng 100 m², chứa được 200 giường ngủ dã chiến. Ông chủ khách sạn Madachi cho hay khách sạn của ông còn giúp họ tìm kiếm nhà ở, cũng như cung cấp phương tiện vận chuyển người tị nạn nào muốn đi tiếp tới các nước láng giềng. Chúng tôi đã chở khoảng 6.000 người tị nạn tới Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Ba Lan. Chúng tôi cũng tìm các căn hộ chung cư cho khoảng 5.000 người tị nạn. Một số người tị nạn cũng trở thành tình nguyện viên hỗ trợ cho những người khác. Làn sóng người tị nạn từ Ukraine không ngừng đổ sang Trung và Đông Âu. Nhiều người tứ cố vô thân, không biết đi đâu về đâu, trong khi các nước chủ nhà cũng đang chật vật hỗ trợ nơi ăn chốn ở, tiếp tế cho họ. Tại Romania, nhà chức trách ở Bucharest mở hai trung tâm dành cho trẻ em Ukraine vui chơi và vận động trước khi các em cùng gia đình tiếp tục cuộc hành trình. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine hôm 24 tháng 2, số người tị nạn Ukraine đã lên tới khoảng 2,2 triệu, theo Cơ quan Người tị nạn Liên Hợp Quốc. Gần 320.000 người đã đi qua biên giới Romania, hơn phân nửa đi vào thông qua ngã Moldova. Tại biên giới Moldova, người ta dựng lều tạm và cung cấp thuốc men, nhu yếu phẩm, đồ tiếp tế để người tị nạn tạm trú trong cuộc di tản từ Ukraine. Ở Ba Lan thì các đoàn hướng đạo sinh làm việc thâu đêm suốt sáng, tất bật giúp đỡ dòng người tị nạn Ukraine mới tới. Còn tại Paris, các tình nguyện viên ngày đêm thu thập thực phẩm, thuốc men, chăn mền và đóng thùng chất lên các chuyến xe tải chuyển sang tiếp tế cho người dân Ukraine qua ngã Ba Lan. Trong khi đó thì ở Rome, các nhà thờ và các trung tâm văn hóa tấp nập tình nguyện viên giúp đóng gói hàng viện trợ nhân đạo đưa lên các chuyến xe tải chở sang Ukraine thông qua ngã Hungary.